Đây thì làm nốt thêm rửa xóa nhá, các em sẽ thấy rằng là nó rất là đơn giản thôi. Đấy, rất đơn giản, các em đã gọi là hiển thị ra rồi thì các em làm nó rất là dễ. Đấy. Đây phần lớp này chưa có thêm rửa xóa đúng không? Chưa thêm rửa xóa. Bây giờ thầy sẽ làm cái phần lớp trước nhá. Đây là form lớp này. Các em không cần làm theo là tí nữa, các em xem lại cũng được. Đấy. Thêm rửa xóa chưa có đúng không? Tụt cốt này. Tụt cốt thì hiện nay chúng ta chỉ có loát này. Đấy. Loát ngành. Đây là loát vào cơ bắp này. Và đây là loát vào table. Đấy. Đúng hai cái đó thôi đúng không? Cô có ngành thì chúng ta load table lớp và lấy ID ngành. À đây có thêm lớp rồi này, có thêm lớp à? Lớp này có thêm nhỉ? Như vậy là phong lớp này là có thêm rồi này, để thầy xem nào. Phong lớp này là có thêm rồi. Đây, đó. Có thêm rồi, ví dụ như là lập trình máy tính 5. Thêm đúng không? Đây, phong lớp này có thêm rồi. Đây nút sửa nhá. Thì chúng ta sẽ viết các cái nội dung ra hàm thôi. Đây thêm lớp đây, có rồi đây. Đó. Thì trước khi làm nút sửa ấy thì các em phải làm được một việc đó là chọn chọn trên table để sửa. Đây chọn trên table để sửa nhá. Mục tiêu của chúng ta ấy là mục tiêu của chúng ta, chức năng tiếp theo của chúng ta là khi kích vào đây này. Kích vào các dòng ở trên table này. Thì chúng ta sẽ có hiển thị các thông tin lên trên này. Đó. Tên và liên hệ và sau đó chúng ta tiến hành sửa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn được gì? Chọn được cái dòng dữ liệu để sửa nhá. Dòng dữ liệu ở đây là gì? Dòng dữ liệu là có ID để chúng ta có thể lọc được dữ liệu để sửa đấy. Em kích vào source code nhá, source code của phim lớp này. Ra viết một cái hàm để giờ chọn dòng nhá, chọn dòng. Dòng trên table. Thì trước khi mà chúng ta làm cái phần chọn dòng này thì chúng ta quay lại về vấn đề một chút này, vấn đề của bài này một chút này. Ở đây chúng ta có hai vector này, chúng ta đã khai báo hai vector. Thứ nhất là vector dữ liệu và thứ hai là vector dòng. Thì vector dòng này chúng ta sử dụng trong từng hàm nhé. Còn vector dữ liệu này là vector mà chúng ta sẽ dùng để lưu toàn bộ cái bảng. Đấy. Tức là cái bảng hiển thị ra cái gì thì chúng ta lưu cái đó. Đây các em để nhìn vào đây. Đây từng dòng sẽ được add này. Và sau đó thì toàn bộ
từng dòng một để add vào vector dữ liệu này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ vector liệu nhá. Để lấy được dữ liệu từ vector dữ liệu thì chúng ta sẽ chọn vector dòng này. Sử dụng vector dòng để lấy nhá. Vector dòng. À, xem vector dữ liệu ra là tên như nào. Get này. Ở đây get ở đây là tham số truyền vào sẽ là cái tham số mà dòng nó chọn đến. Đấy. Và dòng ra chọn đến trên cái table này. Rồi nhỉ. À, tức là dòng của table này. Get selected row. Đây, toàn bộ cái nội dung này là chúng ta sẽ lấy được cái dòng mà cái số dòng đấy mà chúng ta trỏ đến đấy. Thì như vậy là vector dòng này nó sẽ lấy được dữ liệu của vector dữ liệu tại dòng chuyển đến này. Việc chúng ta bây giờ là đổ dữ liệu lên hai khi này. Tích phiên tên lớp này. Static. Chính là vector dòng. Chấm get. Vị trí một của vector dòng nhá là chính là họ tên, à, tên lớp. Còn vị trí không thì nó là ID. Đây, các em nhìn đây, vị trí không là ID này, vị trí một là tên lớp, vị trí hai là liên hệ. Liên hệ này. Đây là hai nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hàm này vào trong cái sự kiện click nhá. Đây ra cùng xem này. Đó, hiển thị. À, như vậy là thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hàm sửa. Hãy subscribe
Coi sửa. Đây là bài này chúng ta làm thêm rồi đúng không? Nhưng giả sử chưa có làm thêm nhá, mà dựa vào cái hàm hiển thị chẳng hạn, hàm hiển thị hoặc là các hàm khác thì ta làm như nào? Đấy. Ai mà cũng chả cần đâu, chả cần đâu. Cho ai này. Này. Bao giờ với bắt đầu với một nút là một chức năng của việc thao tác về cơ sở dữ liệu ấy, thì chúng ta cũng làm cái việc đó là sử dụng một cái try cap. Đấy. Trong try này chúng ta sẽ khai báo connect bằng driver mana cơ chấm get connection. Yeah. Một lệnh SQL. Này các em cứ thuộc lào lào từng bước một đúng không? Đối với sửa thì chúng ta sẽ sử dụng prepare nhá. Lệnh SQL chúng ta khai báo chưa? Đấy. Như vậy là chữ L này viết hoa này. Đối với sửa thêm sửa xóa thì nó có tham số nên chúng ta sử dụng prepare statement nhé. Đấy, prepare này. Prepare statement. Và sau khi thực hiện lệnh này thì chúng ta sẽ sau khi gán lệnh chúng ta sẽ thực hiện lệnh bằng SQL update. Và cuối cùng là hiển thị lại dữ liệu trên table. Loạt table lớp. Phần khác thì tương tự như các cái lớp hàm khác này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với câu truy vấn SQL nhá. Với hàm sửa sửa lớp hai tạo câu truy vấn này. Tất nhiên cái này thì các em tự tin thì các em cứ gõ lệnh bình thường thôi, còn ở đây thầy không tự tin lắm thì thầy vào đây thì tạo có bao nhiêu tham số đầu vào chúng ta điền bấy nhiêu cái hỏi chấm. Hãy
Ở đây thì chúng ta sẽ không sửa ngành nhá, chúng ta không đổi đổi ngành cho cái lớp đấy, chúng ta chỉ sửa tên mới liên hệ thôi, nên chúng ta bỏ đoạn dương này nhá, bỏ nội dung này. Đây, chúng ta được câu truy vấn. Như vậy chúng ta có 3 tham số đầu vào này. Ba tham số đầu vào thì tên và liên hệ là kiểu string nhá. Tham số tên này, get string. Phép. Vị trí 1 và nguồn sẽ là tag field tên lớp này. Tương tự như thế với liên hệ. Ở vị trí 2 ở vị trí 3 là ID. Tab in vị trí 3 này. Đấy. ID này lấy ở đâu? Thì các em thấy rằng là ID nó chính là ở đây vector dòng đây và vị trí 0 nhá. Thế cho nên là chúng ta cũng khai báo lại vector dòng. Chạy thử này. Rồi đây cập nhật hai lớp này. Lập trình máy tính 6. Sửa. À, chưa thấy hiển thị nhỉ? Rồi, chúng ta thấy rằng là tại sao nút sửa nó chưa sửa. Mặc dù chúng ta viết hàm sửa rồi. Vấn đề ở đây là do chúng ta chưa set gì đây. Chưa set điều kiện nút sửa này. Đấy, nút sửa này chúng ta chưa gọi hàm. Sửa. Đó. Lập trình máy tính 6.
À. không Xin cái tiếng bạn. Đó. Và tiếp theo là nút xóa nhá. Nút xóa. Bước lần xóa ra copy lại nó sửa rồi. Đấy nó xài nó không có báo lỗi này, nhưng mà mình lại xài đấy không có. Đây để xóa từ lớp 6 nhá. À mình lại chưa hết nút rồi, quên. Rồi. Ken nút nhá. Xóa này. Rồi. Xóa này. Đấy, xóa đúng không? Bây giờ nâng cao một chút này là các em sẽ gặp một cái trường hợp là nếu như mà các em xóa các cái lớp mà có sinh viên rồi ấy, mà các em xóa thì các em thấy rằng là nó sẽ báo một cái lỗi đỏ đỏ đúng không? Mặc dù là code các em code đúng hết rồi nhưng mà xóa nó vẫn báo lỗi là vì sao? Là vì là nó đang có khóa ngoại. Đấy. Đây mở diagram chúng ta sẽ thấy này, trong một lớp này mà có sinh viên rồi đúng không, sinh viên đấy sẽ mang ID của lớp đó đúng không nhỉ? Vậy thì khi xóa lớp mà lại có dữ liệu sinh viên có khóa ngoại thì nó sẽ báo lỗi đúng không? Đấy thì có hai cách, một là cách các em làm, có một cách là các em setup luôn cái trường hợp là xóa lớp mà trong lớp có dữ liệu sinh viên thì các em xóa tất cả dữ liệu sinh viên luôn. Nhưng mà cách đấy là cách không nên làm nhá. Đấy, hôm nọ có một bạn làm cách đấy, tra Google và là làm cách đấy thì cách đấy không nên làm. Một lớp mà có khi 6-70 sinh viên, 100 sinh viên, các em xóa một phát mất hết dữ liệu sinh viên thì cũng quá nguy hiểm đúng không? Đấy. Đấy. Thế cho nên là chúng ta không làm cái cách đấy nhá. Chúng ta sẽ làm một cái cách đó là gì? Đó là chúng ta ẩn cái nút xóa đối với những lớp có sinh viên. Còn với những lớp không có sinh viên thì nó hiện ra để xóa được. Được chưa? Đấy. Lớp có sinh viên thì xóa được này. Lớp 5 không có sinh viên này. Lớp 4 có này. Không xóa được. Nhá. Và cái cách này thì thầy không hướng dẫn nhá. Thầy không hướng dẫn. Các em... tìm cách để làm cái việc đấy, thầy chỉ gợi ý thôi. Thầy gợi ý cách làm ấy nhá, là khi
khi mà chúng ta chọn sự kiện ở trên lớp ấy, để gửi cái làm ấy nhá. Khi chúng ta chọn sự kiện, chọn table này, thì đối với những lớp mà có sinh viên ấy, thì chúng ta đếm số sinh viên trong lớp đó. Nếu như mà có sinh viên, nếu mà lớn không thì chúng ta ẩn cái nút này đi, còn nếu như mà không lớn không, tức là nó bằng không ấy, thì chúng ta cho phép hiện thì lên thế thôi nhá.